Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay lại clip cảnh quan nơi đây nha mọi người nha. Nơi đây rất là nhiều hoa dại quỳ nha mọi người. Mùa này là tháng 11 nha mọi người nha. Cho nên tháng 11 là rất là nhiều cây cối hoa màu rất là đẹp mọi người. Đặc biệt là hoa dại quỳ nha mọi người. Hòa quyền với lại âm thanh tiếng nước chảy hòa quyền với tiếng chảy nước rì rào mọi người nha, tiếng chảy nước suối mọi người. Mùa này là mùa lễ hội hoa dã quỳ nha mọi người, rất là đẹp. Hòa quyện với âm thanh tiếng nước chảy. Mời các bạn chiêm ngưỡng loại hoa tự nhiên đấy mọi người nha. Hoa dã quỳ là hoa tự nhiên đấy mọi người. Nhìn rất là đẹp mọi người. Hòa quyện với âm thanh tiếng nước chảy mọi người nha. Và các bạn nghe tiếng nước chảy mọi người. Cảnh quan nơi đây rất là hồn nhiên đấy mọi người, rất là yên bình. Cảnh quan nông thôn là vậy đó mọi người. Đặc biệt là hoa dại quỳ mọi người kết hợp với âm thanh tiếng nước chảy là quá là ok và quá là đẹp, quá là tuyệt vời luôn mọi người nha. Mời các bạn chiêm ngưỡng loại hoa dã quỳ mọi người.
tiếng nước chảy vì vào thì quá là ok luôn mình, quá là đẹp, quá là hồn nhiên. Vây hòn đá rất là to mọi người. Đây là nước tự nhiên đấy mọi người. Đây là nước chảy từ trên ruộng, trên ruộng trên kia nó chảy xuống như vậy rồi. Nước suối đây là bên cạnh làng mình luôn mọi người nha. Mọi người nếu ai xem video của Siêu Anh thì hãy ủng hộ và nhớ đăng nhớ like cho Siêu Anh một like, một đăng DK cho anh mọi người nha, để Siêu Anh tiếp tục có động lực quay video tiếp theo cho mọi người. Mọi người hãy nhớ ủng hộ cho Siêu Anh mọi người nha. Mọi người thấy hay thì hãy comment cho Siêu Anh, để lại comment cho Siêu Anh mọi người. Cảnh quan nông thôn là vậy mọi người, rất là hồn nhiên. Đặc biệt mùa này là mùa cây cối hoa dã quỳ đang nở hoa nha mọi người. Rất là đẹp, rất là hồn nhiên, rất là tự nhiên nha mọi người nha. Và cuối cùng Siêu Anh sẽ dừng lại clip tại đây cho mọi người. Và nếu ai xem theo dõi kênh của Siêu Anh thì hãy nhớ cho anh một like và một đăng ký cho mọi người, để Siêu Anh tiếp tục có động lực quay video tiếp theo cho mọi người nha. Và xin tạm biệt các bạn, và chào lại hình gặp bạn các lần sau nhé mọi người. Bye bye.